Alo, xin chào, mừng các bạn đã quay trở lại với đội hình GDEP Channel. Ở cái video game ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một cái thắc mắc của bạn DDNM. Bạn đã comment trên YouTube. Thì cái câu hỏi của bạn đó thì mình sẽ nhờ cái anh edit, anh chụp hình cái câu hỏi, anh gắn đâu đó một cái góc nào đó đi. Anh gắn góc nào đó khoảng 10 giây 20 giây gì đó cho mọi người cùng xem. Hiện nay mình xin phép mình đọc tóm tắt ngắn gọn lại để đại ý cái ý của bạn này. Bạn hỏi là gì? Mình có thể chia sẻ lại chi tiết hơn về xây dựng một cái microservice với Go, và cái nữa là một cái ý nữa là trong hệ thống microservice mà mình những cái video mình đã giới thiệu á thì có nói về cả cái API Gateway, rồi có thể là trong hệ thống còn có cả front-end. Thì bạn đó hỏi là liệu có thể sử dụng gRPC làm front-end luôn hay không, hay là phải generate, bắt buộc phải generate RESTful API để làm. Thì đại ý của câu của bạn đó là vậy, còn chi tiết thì nhờ anh edit anh gắn cái câu hỏi lên giùm nha. Rồi, thì để giải đáp cho cái thắc mắc này của bạn thì mình phải nói chung là đi chi tiết hơn, cụ thể hơn xíu về cái kiến trúc microservice và monolithic. Mình nói cụ thể hơn, tại vì trong những video trước mình cũng đã có nói, nhưng mà có thể là do cái thời gian có hạn, vừa nói mà vừa code á, nên là không có nói rõ, không có nói đủ chi tiết để cho mọi người hiểu. Thì sẵn cái câu giải đáp thắc mắc này của bạn thì mình coi như là bổ sung luôn ha. Ok. Thì đầu tiên là để hiểu được microservice là gì thì mình sẽ bắt đầu mình đi tìm hiểu ngọn nguồn của nó. Thì đầu tiên bắt đầu từ thằng monolithic, thì tự nhiên đang đang giải thích microservice mà đi nói monolithic, giống như là đi từ một cái cây vô một cái đám rừng vậy đó. Không hiểu đi giải thích một cái từ tiếng Anh bằng một nồi từ tiếng Anh khác á, giống vậy đó. Đi tra từ điển tiếng Anh bằng từ điển tiếng Anh á, tra từ tiếng Anh bằng từ điển tiếng Anh á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giải thích monolithic là gì luôn. Thì monolithic đó, nó là một cái kiến trúc thiết kế gọi là truyền thống từ xưa giờ. Thì ở cái kiến trúc này á, người ta sẽ gom tất cả mọi thứ vào thành một cái khối, thành một cái cục. Đó, nôm na là toàn bộ những cái module của mình này, toàn bộ những cái module của mình nó sẽ được gom vào thành một cái cục duy nhất như thế này. Đó, một cái cục như thế này chẳng hạn. Thì những cái module này, những cái component này nó liên quan mật thiết với nhau, nó gắn kết với nhau rất là chặt chẽ, và nó phải được sắp xếp một cái cách có trật tự đó, và nó phải hoàn chỉnh đó, thì cái code nó mới chạy được. Nếu như mà không có thì thiếu một cái component nào đó hoặc là thì cái code nó sẽ không chạy được. Ví dụ như các bạn có thể nhìn trong cái sơ đồ này ha. Đầu tiên là cái UI là User Interface. User Interface thì nó có thể là một cái trang web, một cái app mobile, Android, iOS gì đó, hoặc là một cái ứng dụng trên PC ha. Thì cái User Interface này ở trong những cái video mà mình hướng dẫn á, bạn á, thì nó chính là cái phần mà client mà mình hay gọi là để mà demo gọi những cái request gRPC lên á, thì nó đóng vai trò là một cái client. Nhưng mà ở đây thì đang nói về monolithic nên là tạm thời mình cứ tiếp tục giải thích về cái monolithic ha. Thì cái user interface này, cái UI này nó sẽ gọi request lên trên cái API service của mình, con server của mình á, cái web service.
service ha, cái endpoint URL gì đó cho gọi lên, thằng UI gọi lên. Thì trên cái con server của mình nó sẽ có rất là nhiều cái business logic ở đây. Business logic nghĩa là những cái logic xử lý về business đó, của cái ứng dụng của mình. Giống như ví dụ như đây là đang là một cái trang web bán hàng thì chẳng hạn vậy, thì nó sẽ có những cái logic về account, về product, về order hoặc là về cái cart ha, cái giỏ hàng á. Thì ứng với từng cái business nó sẽ có thể là có nhiều cái API, có nhiều cái đầu đầu API endpoint nó đưa ra cho UI nó gọi. Account thì có thể là login nè, rồi update, rồi file, đổi tên thay họ gì đó ha. Product thì list ra product, rồi cập nhật sản phẩm, cập nhật số lượng sản phẩm. Order thì có thể là quản lý order, rồi này kia không. Cái giỏ hàng cũng vậy tương tự, đại khái là vậy. Sẽ có rất là nhiều cái API tương ứng với từng cái business, và tất cả những cái business này nó được gom thành một cái khối duy nhất. Nghĩa là nó tất cả con nó nằm trên cùng một con server, nói vậy cho dễ hiểu, trên cùng một con server ha. Và nó có thể được xây dựng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào nha, bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chứ không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào, tại vì nó không thể nào xây dựng bằng tiếng Việt được. What the hell? Phải lập trình bằng C cộng cộng, Java, Python, PHP, Node.js, JavaScript gì đó cái này, thì có thể là xây dựng bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cũng được. Thì trong cái kiến trúc monolithic này, chỉ cần mà một một cái module nào đó mà nó bị trục trặc, nó có vấn đề, thì nghĩa là toàn bộ cái code sự những cái code xử lý khác á, nó cũng sẽ đi bụi theo luôn, nó cũng tập theo luôn ha. Dụ như trong trường hợp này, cái giỏ hàng, cái business giỏ hàng của mình đi, mà nó mà đi bụi cái, nó code gì đó làm bị lỗi cái, thì cái chỗ này nó coi như là toàn bộ hệ thống của mình nó cũng sẽ không hoạt động nữa, server nó sẽ code nó sẽ không chạy. Cái phần data set layer này nó là một cái nơi chịu trách nhiệm giao tiếp giữa cái business logic của mình và cái DB, cái database. Thì nó chịu trách nhiệm là đọc ghi update query gì đó giữa cái object, cái business object của mình, cái model của mình và một cái đối tượng ở trong cái database. Thì giống như là lúc những cái video trước mình có giới thiệu á, cái thằng ORM đó, thì nó chính là một cái thằng giữ vai trò giống như là thằng data set layer. Tại vì từ cái object này tôi muốn insert xuống trong DB như thế nào, và query lên như thế nào, giao tiếp với DB như thế nào, thì cái database set layer này nó sẽ là chịu trách nhiệm. Và cái database của mình thì ở đây mình để là database, nhưng mình phải hiểu, đừng hiểu gói gọn nó chỉ là một cái cơ sở dữ liệu như là MySQL hay là MongoDB gì đó ha, mà mình phải hiểu tổng quát đây là cái database này. Nó có thể là nó có rất là nhiều cái thể hiện. Ví dụ như trong trường hợp product thì nó có thể là sử dụng cả MySQL hoặc là MongoDB hoặc là NoSQL á, thì có MongoDB nè. Hoặc là nếu mà các bạn get thì các bạn có thể dùng Redis nè, Memcached nè, không? Hoặc là có thể là Lufi nè. Có nghĩa là ứng với những cái logic cụ thể, những cái logic cụ thể thì nó sẽ cần một hoặc vài cái gọi là cái thể hiện database ha. Có thể là vừa lưu DB vừa get Redis, hoặc là sử dụng nhiều cái database khác nhau ha. Thì đó, trong cái mô hình monolithic này, một lần nữa mình nhấn mạnh là tất cả những cái component
Cái những cái module nó liên kết rất là chặt chẽ với nhau, mà nếu mà nó không có thì nó sẽ không compile được, nó không chạy được. Rồi thì từ cái monolithic này nó bị thêm một cái vấn đề là khi mà một cái bạn khi mà bạn muốn scale ra, nghĩa là cái service của bạn nó phát triển lớn lên đó, thì nếu mà bạn muốn gọi là scale ra cho nhiều người xài hơn thì nói chung là bạn phải giống như là bạn đi 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 nhân ra n cái thằng server business logic này, nghĩa là thay vì bạn bị quá tải ở một cái service nào đó hay cái business chỉ có mỗi cái product business này á, là nó xử lý nhiều data và nhiều user vào nên nó làm cho hệ thống của bạn bị tắc nghẽn ha. Thì bạn muốn cho thằng product này nó được chia ra nhiều cái con server thì bạn phải dựng nhiều cái con server, trong trong những con server đó sẽ có nhiều cái business account, order và giỏ hàng, cái card giỏ hàng, mặc dù là nó chả có ý nghĩa gì nhiều trong cái việc scale mình hết, tại vì mình chỉ muốn cái thằng product này nó được scale lên thôi chẳng hạn vậy. Thì đó là một trong những lý do mà người ta sinh ra cái việc là microservice. Thì nghe cái tên thôi là mình cũng đã hiểu cái microservice là cái gì rồi đúng không? Thì trong cái kiến trúc microservice đó thì nó sẽ chia nhỏ ra, nó chia nhỏ cái ứng dụng của mình thành nhiều cái những cái service con ở phía bên trong, và mỗi service nó đảm nhiệm một cái vai trò cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi, trong cái trang web bán hàng của mình, thì bây giờ mình sẽ chia ra làm nhiều cái service nhỏ, giống như là account service, nó chuyên xử lý về cái hệ thống user account thôi, order service, product service, tương tự vậy, inventory service, rồi cái card service chẳng hạn vậy. Thì ứng với mỗi service nó sẽ có một cái database riêng của nó để mà nó đi lưu trữ những cái thông tin, những cái data mà vừa đủ đáp ứng cái nhu cầu của service đó thôi. Thì một lần nữa, cái DB này cũng giống như cái DB mà lúc nãy mình vừa giải thích bên monolithic, có nghĩa là nó có thể là SQL, NoSQL, Memcached, Redis, đó, hay là Kafka, hay là bất cứ cái gì đó mà nó phục vụ cho nhu cầu của nhân vật đó ha. Thì trong cái microservice này mình phải hiểu là microservice nó không phụ, nó là một cái kiến trúc, nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ, nghĩa là cả monolithic và microservice nó đều là một cái kiến trúc, nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ ha. Thì bạn có thể sử dụng cái ngôn ngữ nào để xây dựng cái hệ thống microservice này đều được hết. Và trong cái gọi là microservice này thì những cái service nó sẽ giao tiếp với nhau, có thể giao tiếp với nhau ha, và có nhiều cách để mà service này, service A có thể giao tiếp với service B bằng cách là thằng service A nó sẽ đóng vai trò là một thằng client, nó gọi qua thằng service B và thằng service B trả lời về cho thằng service A ha. Hoặc là mình sẽ sử dụng kiến trúc là event driven architect, có nghĩa là mình sẽ giao tiếp bằng cái event, cái hệ thống message bookshop. Ví dụ như mình có thể sử dụng Kafka chẳng hạn, khi mà thằng account service này nó có thay đổi gì đó, nó có thông tin gì đó muốn thay đổi, muốn cập nhật và muốn báo cho những cái service khác biết, thì nó sẽ bắn một cái message xuống một cái message broker nào đó, giống như Kafka hay HTML gì đó, bắn vào trong đó theo một cái topic nào đó chẳng hạn vậy. Thì những cái service khác mà nó đã subscribe vào cái topic đó, nó sẽ nhận được cái message thay đổi của thằng account service và nó sẽ xử lý tương ứng với cái data mà nó nhận được ha. Thì đó là những cái cách mà những cái microservice
nó giao tiếp với nhau. Và microservice nó có thể sử dụng bất kỳ cái protocol nào để xây dựng. Ok, hệ thống sử dụng microservice đó, nó có thể sử dụng bất kỳ protocol nào. Bạn có thể sử dụng REST API, REST JSON API đó, hoặc là Swift, hoặc là nếu bạn thích bạn có thể chơi hàng cổ là hàng Sharp cũng được. Có nghĩa là kiến trúc nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ và protocol nào hết ha. Miễn là bạn xây dựng những kiến trúc đúng như tương tự như vậy thì trong trường hợp này mỗi cái service này nó sẽ chạy trên một cái nói nôm na dễ hiểu là một con server riêng ha, một cái, hoặc là một cái container riêng, ví dụ vậy. Ví dụ như trên cùng con server luôn nhưng mà nó sẽ chạy một cái bộ khác nhau, ví dụ như hôm này là 8080 hay cái service 8080, anh này sẽ chạy là 8081 này, 8082 này, 8083, tương ứng vậy 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 đó. Thì mỗi anh sẽ có một cái địa chỉ riêng, cái chỗ để kết nối, để mà thằng UI nó có thể gọi tới riêng từng cái service ha. Thì cái ưu điểm của nó là khi mà mình muốn scale một cái service nào lên á thì mình chỉ cầm đúng thằng service đó mình clone ra thôi. Ví dụ như product này, trong trường hợp này mình cầm đúng thằng product service này, mình clone ra thêm 5-7 cái nữa thôi, mình không cần phải đi clone hết toàn bộ này. Và trong trường hợp ví dụ như cái service giỏ hàng mình, cái card service của mình nó bị cái gì, nó bị ngẫm đi, thì những service còn lại nó vẫn có khả năng sống được, có khả năng sống được thôi nha, cũng có tùy trường hợp là nó sẽ không chạy, không hoạt động đúng hay gì đó, nhưng mà nó có khả năng sống sót, chứ không phải như bên kia là chắc chắn chết, còn này là có khả năng sống sót ha. Đó, thì tới đây thì chắc là các bạn đã hiểu được và phân biệt được monolithic và microservice, hai cái kiến trúc đó nó khác nhau thế nào. Thì tiếp theo để mà trả lời tiếp cái thắc mắc của câu hỏi của các bạn DDMN á, thì mình sẽ giải thích tiếp tới cái gRPC ha. Thì trong cái bài gRPC overview mình cũng đã nói sơ về cái này rồi, thì giờ giống như là mình nói lại và ráng cố gắng nói nhẹ chi tiết hơn xíu nữa. Những cái gì mà mình đã nói ở trong cái video gRPC overview thì các bạn có thể lấy cái video đó ra coi xem lại ha. Thì gRPC nó là một cái remote procedure call framework. Thì cái chữ G ở đây, chữ G nghe viết tắt này, nó không phải là viết tắt của chữ Go ha, nó là General Purpose gì đó, chứ không phải là Go, nghĩa là cái sử dụng cho mục đích chung chung gì đó ha. Nhưng phải là viết tắt chữ Go, nên là đừng có nhầm lẫn là gRPC có nghĩa là cái RPC của Go, không phải là của Go ha, nó là chung chung. Và nó dựa trên HTTP2. Nó sử dụng protobuf để mà serialize data giữa, để mà nói chuyện giữa client và server ha. Thì từ cái file protobuf mà mình định nghĩa đó, nó sẽ có thể gen ra hai phần. Một phần là server gRPC. Nó sẽ phần server này nó xử lý logic, nó kết nối với database, nó xử lý logic, nó làm n thứ và cuối cùng nó trả kết quả về cho thằng client. Và phần còn lại là client gRPC, thì nó có nhiệm vụ là gửi nhận request. Thì cái phần client gRPC này mình sẽ đem nó mình đưa vào trong cái web, cái hoặc là cái app mobile hay là PC của mình đó, thay thế cho cái phần API request bình thường đó. Thì từ cái file protobuf mình sẽ gen ra được hai cái thứ đó, tùy vào câu lệnh mình gen, giống như những cái demo mình ví dụ á, là mình gen ra thằng server bằng Go đúng không, và mình tiếp tục là mình gen ra tiếp một anh client cũng bằng Go luôn, để mình demo cho các bạn xem. Mà hoàn toàn mình có thể gen ra những cái ngôn ngữ khác và những cái framework khác luôn ha. Và các bạn phải lưu ý là cái thằng server gRPC
nó phải được gọi bằng thằng client gRPC, vì hai thằng nó phải chung cái protocol thì nó mới hiểu nhau được. Có thể là nó thằng thằng gRPC server và client nó có thể khác cái ngôn ngữ lập trình, giống như là gRPC server thì nó code bằng Go, client thì nó code bằng Java. Nhưng mà đều sử dụng gRPC thì nó có thể hiểu nhau được. Cái này giống như là nếu là cùng là người Việt Nam đi, thì ông miền Nam có thể nói chuyện với ông miền Bắc, ông miền Trung được hiểu không, mặc dù có vài cùng lắm là có vài khó khăn chút đỉnh gì đó, nhưng mà nó vẫn hiểu. Tại vì hai ông là chung Việt Nam, chung protocol Việt Nam. Nó khác nhau ở chỗ ngôn ngữ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nó khác nhau chút đỉnh thôi, nhưng mà tụ chung lại thì vẫn hiểu được. Còn nếu như mà một ông Việt Nam mà đi nói chuyện điện thoại với một ông người Anh, người Mỹ, người Tây Ban Nha gì đó, mạnh ông đó, ông nó nói tiếng ông đó, mạnh người ông Việt Nam nói tiếng Việt Nam, thì hai ông không chung rồi tụi con, hai ông chả hiểu gì nhau cả, không thể nào hiểu được. Thì cái anh gRPC framework này ảnh hỗ trợ cho mình gen ra rất là nhiều ngôn ngữ lập trình và những cái platform khác nhau, và generate cả client và server luôn. Đây là cái trang web gRPC.io, thì ở đây nó liệt kê ra những cái ngôn ngữ mà nó gọi là official support nè, nghĩa là support một cách gọi là chính thống, chính thức. Cả cái ngôn ngữ và platform, ví dụ như trong này là có Android Java, C Sharp, C cộng cộng, Dart, Go, Java, Kotlin, Node.js, Objective-C, PHP, Python, Ruby, Web. Thì đó là những thứ mà anh gRPC này anh support, và mình có thể gen code từ cái file auto ra những cái code này. Và trong đây thì ứng với mỗi cái ngôn ngữ framework nào đó thì nó đều có cái hướng dẫn để làm thế nào để gen code ra ha. Đó, và các bạn có thể lên đây để các bạn xem. Nếu như mà các bạn không muốn sử dụng Go, các bạn muốn sử dụng Java mà trong video mình không có giới thiệu, nhưng bạn hoàn toàn có thể lên đây các bạn xem cách nó gen code ra và sử dụng theo như thế nào ha. Thì nếu như trong trường hợp mà bạn sử dụng một cái platform hoặc một cái ngôn ngữ nào đó mà anh gRPC này ảnh chưa hỗ trợ, hoặc là nếu mà bạn xài mà bạn thấy cái gRPC cho cái platform đó hoặc là cái ngôn ngữ đó nó chạy chưa thật sự là ổn định, chưa thật sự là tốt, hoặc là trong trường hợp là bạn muốn cái hệ thống gRPC mới của mình nó phải tương thích được với cái hệ thống cũ. Hệ thống cũ đang chạy RESTful API, RESTful API JSON, thì bạn muốn hệ thống mới nó phải tương thích được với cái hệ thống cũ. Thì trong trường hợp đó mình sẽ dựng lên một cái API gateway để nó có thể làm được cái việc là nó gọi được cái request bằng cái RESTful API JSON bình thường. Thì một điểm lưu ý là cái RESTful API JSON bình thường nó là HTTP1 version 1, còn gRPC thì nó dựa trên HTTP version 2, nên chỉ có cái gọi là unary API của gRPC mình mới có thể convert nó về cái RESTful API version 1 thôi. Còn những cái dạng như streaming, client streaming, server streaming, bidirectional streaming đều không thể convert về cái HTTP version 1 được ha. Đó là một cái lưu ý. Nên thì cái kiến trúc micro service của mình và lúc đó xây dựng với gRPC nó sẽ như vậy ha. Thì đầu tiên là một cái user interface của mình. User interface nó sẽ gọi HTTP request, RESTful JSON request tới cái đầu API gateway.
cái đầu API Gateway này nó sẽ nhận được request và nó gọi tương ứng cho những cái service tương ứng. Đó, thì những cái service này nó nói chuyện với nhau, lúc này nó nói chuyện với nhau vẫn nói chuyện với nhau bằng gRPC nếu trong trường hợp mình xây dựng bằng gRPC ha. Thì những này nó sẽ cũng vẫn nói chuyện với nhau bằng gRPC bình thường. À, chỉ có thay đổi ở chỗ là bây giờ UI của mình nó giao tiếp với server thông qua cái con API Gateway chứ nó không gọi trực tiếp như thế này nữa, nó sẽ không gọi trực tiếp như thế này nữa ha, mà nó gọi qua API Gateway ha, nó không gọi trực tiếp như thế này rồi nó gọi API Gateway. Thì đó là giải thích tóm tắt, cố gắng ngắn gọn cho mọi người, cho các bạn hiểu rõ hơn về microservice và gRPC API Gateway để các bạn không bị gọi là lẫn lộn nhập nhằng giữa những cái khái niệm này ha. Rồi hy vọng là sau video này thì các bạn đã hiểu rõ hơn về monolithic microservice và API Gateway của gRPC. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào. Nhớ like và subscribe cho mình nha.